Cách sử dụng ChatGPT viết bài đăng lên mọi nền tảng. Thông thường khi các bạn sử dụng cái công cụ là ChatGPT viết một bài thì nó chỉ viết một cách chung chung, không đi sâu vào một vấn đề nào cả. Nên khi sử dụng công cụ này, các bạn cần phải tư duy và dạy cho nó biết về sản phẩm của mình như thế nào. Video trên đây, mình có dạy cho ChatGPT biết là Đỗ Mạnh Hồng là một loại giảm cân có thành phần từ thiên nhiên các kiểu, có các loại hạt, đối tượng sử dụng là ai. Nếu sản phẩm của bạn có nhiều thông tin hơn như thế thì các bạn cứ cung cấp đầy đủ và chi tiết cho cái công cụ ChatGPT này. Và sau đó mình nói là ChatGPT viết cho mình một bài giảm cân của Đỗ Mạnh Hồng. Và thật bất ngờ chưa, một bài viết rất hay, cuốn hút và chất lượng đã được tạo ra như các bạn đang xem. Ngoài ra, để viết một bài đăng lên Phở Bò, bạn sẽ kết hợp với từ khóa là emoji, là các loại icon, ký tự đặc biệt. ChatGPT sẽ giúp bạn tạo ra một bài viết bắt mắt kèm các hashtag phổ biến cho sản phẩm của bạn. Với việc các bạn sử dụng công cụ ChatGPT, không những các bạn tạo ra được kịch bản làm video, mà các bạn còn có thể tạo ra được các loại bài viết đăng lên mọi nền tảng. Nếu bạn nào chưa có tài khoản ChatGPT thì hãy vào hồ sơ mình, bấm vào đường link giúp Lào, mình sẽ hỗ trợ các bạn tạo một cái nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.